con đầu to, bố đầu nhỏ, một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to nhưng tay con nhỏ, đầu bố nhỏ nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Bố đầu nhỏ, con đầu to, tập 354. Đặt răng chân chính. Đặt răng được nuôi dưỡng bởi Tinh Tinh, nhưng cuối cùng vẫn dũng cảm đánh bại con Tinh Tinh đầu đàn, tự mình trở thành vua rừng xanh. Wow, Đặt răng giỏi quá. Bố đầu nhỏ, trông Đặt răng như thế nào? Tóc dài, cơ bắp nổi cuồn cuộn. À đúng rồi, còn có da rất đen nữa. Tóc ư? Tóc không thể lập tức mọc dài ra được, cơ bắp cũng phải luyện tập rất lâu mới có. Còn da đen thì có thể nhanh chóng làm được. Con nói gì cơ? Bố đầu nhỏ, con cũng muốn trở thành anh hùng như Tạc Giang. Bước đầu tiên chính là phơi nắng da đen da. Làm sao mới có thể phơi nắng da đen da đây? Bố đầu nhỏ, chúng ta đi biển đi. Đi biển phơi nắng là tốt nhất. Giờ chúng ta đi biển luôn được không, bố đầu nhỏ? Sao có thể chứ? Nói đi là đi ngay, nhiều việc sẽ không sắp xếp kịp. Vậy chúng ta đi công viên dã ngoại. Ở đó cũng có thể phơi nắng. Phơi nắng đâu cần phải đi những nơi xa chứ. Trong sân nhà mình cũng đủ nắng mà. Đúng thế, chúng ta ra sân phơi nắng thôi. Phơi nắng nhiều quá cũng không tốt đâu. Con thực sự muốn phơi nắng ư? Đương nhiên rồi, đầu tiên phơi nắng rồi để tóc dài, rồi tập cơ bắp. Chúng ta sẽ có thể làm Tạc Giang rồi. Tạc Giang sống ở trong rừng sâu, trong thành phố không thích hợp cho Tạc Giang ở đâu. Sao nói mưa là mưa ngay được chứ? Bố đầu nhỏ, mặt trời xuất hiện rồi, mau ra phơi nắng thôi. Bố đầu nhỏ, bố làm gì thế? Muốn phơi nắng, sao bố lại che ô? Mưa xong mát mẻ quá. Em đã hẹn mẹ đám mây tới dùng bữa trà chiều. Bố đầu nhỏ, phiền anh giúp em bày bàn ăn ra sân nhé. Tuân lệnh. Con đi chỗ khác phơi. Con đầu to, chờ bố với. Tuyệt quá, bố đầu nhỏ, chính là chỗ này, sẽ không mưa đâu, cũng không có ô to. Chỗ này phơi nắng là thích hợp nhất. Con đầu to, da của con rất nhạy cảm, không thể phơi nắng quá nhiều, nếu không sẽ không tốt. Cậu không thể tới chỗ khác chơi thả diều à? Cản trở mình và bố đầu nhỏ phơi nắng rồi. Chỗ nào mà chẳng phơi nắng được, sao cứ phải ở đây chứ? Cậu, bố đầu nhỏ, chúng ta đi. Tốt quá rồi, cuối cùng không thể phơi nắng được rồi. Sao mình lại nói là Tạc Giang da đen chứ? Đúng là tự làm tự chịu. Ở đây không được. Đây cũng không được. Sao chỗ này nhiều cây thế? Con đầu to, khu dân cư của chúng ta phủ xanh rất tốt. Nhất định phải tìm chỗ đất trống để phơi nắng. Đặt rằng ở trong rừng bao nhiêu ngày tháng mới hơi đen một chút, chứ đâu phải phơi nắng một ngày mà được như vậy. Như vậy không đen được mà còn bị trúng nắng nữa. Con không sợ. Con phải tìm được chỗ thích hợp để phơi nắng. Thật đáng ghét, sao chỗ nào cũng không phơi nắng được thế?
Chị Hoa Hồng, em có thể phơi nắng cùng Hoa ở đây không? Hả? Phơi nắng ư? Chị đang phải chuyển hết hoa sang đây cho chúng phơi nắng. Em giúp chị được không? Đương nhiên là được. Bố đồ nhỏ, mau qua đây. Chị Hoa Hồng, em không cần đội mũ. Em muốn đen đi. Vì sao lại muốn đen đi? Bởi vì nó muốn được giống như tạc xăng. Cảm ơn em đã giúp chị chuyển hoa. Giờ em giống hệt như tạc xăng. Dũng cảm, lương thiện, giúp đỡ người khác. Thật sao? Chị thấy em giống tạc xăng à? Đương nhiên rồi, không phải là tạc xăng cũng giúp đỡ cô Jane xinh đẹp sao? Hay quá. Giờ con không phải là tạc xăng da đen, mà là quan công mặt đỏ rồi. Quan công là ai à? Đó cũng là một người hết sức dũng cảm. Bố sẽ kể cho con nghe chuyện này sau nhé. Giờ con lợi hại giống như tạc xăng rồi. Em bé tầm biết nhả tơ. Con đồ to, mẹ phải trông chừng nồi thịt bò, không đi đâu được. Con có thể giúp mẹ mua ít cà chua không? Đương nhiên là được ạ. Tốt lắm, 2 cân cà chua vừa đúng 10 đồng. Cầm tiền này. Mẹ tập về yên tâm, con có thể cầm được 2 cân cà chua, con là đại lực sĩ mà. Chào thím Thái, mẹ tập về bảo cháu đến mua cà chua. Ây da, thật là giỏi quá. Đồ to đã biết giúp mẹ làm việc rồi. Đúng thế, bữa tối mẹ tập về định làm món thịt bò sốt cà chua. Cháu muốn mua 2 cân cà chua. Hôm nay cà chua chỉ cần có từng này. Tính cho cháu rẻ hơn một chút. 2 cân 8 đồng nhé. Cảm ơn thím Thái. Không cần khách sáo. Cầm chắc nhé. Bán kẹo bông đây. Kẹo bông ngọt ngào như mây trắng đây. Nhìn có vẻ ngon quá. Anh bạn nhỏ, mua kẹo bông không? 2 đồng một cây. Kẹo bông ngon lắm đấy. Bà ơi, cháu mua một cây kẹo bông. Được, để bà lấy cho cháu cây to nhất. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Con đồ to giỏi quá. Mau đi chơi đi. À, cây kẹo bông vừa nãy mình ăn cũng có từng sợi giống như thế này. Lẽ nào mình đã ăn tơ tằm ư? Liệu mình có giống như con tằm kia nhả tơ ra không? Không được, không được. Mình không thể để mọi người coi mình là yêu quái. Bố về rồi đây. Con đồ to nhà mình hôm nay sao lại yên lặng như vậy? Bố đi làm về mà cũng không xà vào lòng ư? Con đồ to, hôm nay ở trường mẫu giáo thế nào? Có vui không? Có phải con bị đau răng không? Có cần đi viện khám không? Có đi không? Mình mà mở miệng ra, liệu tơ tằm có phục ra không? Con đồ to, có món thịt bò sốt cà chua con thích ăn nhất đây. Cà chua này do con mua nữa. Con đồ to giỏi quá, biết giúp mẹ đi chợ rồi. Mình phải ăn nhanh lên, sẽ giữ chặt được tơ tằm ở trong miệng. Con đồ to đừng vội, có ai tranh ăn của con đâu. Nếu mình nấc, liệu tơ tằm có phun ra không nhỉ? Có lẽ canh sẽ khiến nó tan đi. Thằng bé này, ở trường mẫu giáo không ăn trưa à? Đúng thế, sao ăn vội thế chứ? Con đồ to, chậm thôi, ăn ít thôi. Ây da, sao bụng mình khó chịu thế nhỉ? Nhất định là do tơ tằm quấn trong bụng mình rồi. Phải làm sao đây? Đều tại mình, không nên ăn nhiều như vậy. Con đồ to, sao hôm nay con lạ thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bố đồ nhỏ, bụng con khó chịu lắm. Nhất định là bị tơ tằm quấn chặt rồi. Tơ tằm gì chứ? Sao tơ tằm lại ở trong bụng con được? Là như thế này.
cầm chắc nhé. Của cháu đây. Ồ, thì ra là như vậy. Con đem tiền trả lại, lén mua kẹo bông ăn mất, không nói với mẹ phải không? Đúng thế, bố đồ nhỏ, con phải làm sao đây? Liệu con có giống như con tằm, hễ mở miệng là phun tơ ra không? Đừng lo, chỉ cần con nhận lỗi với mẹ, bố sẽ tìm được thuốc giải cho con. Thật à? Đương nhiên, quân tử nói một lời, bốn ngựa khó đuổi. Được, giờ con sẽ đi nhận lỗi. Mẹ tập về, mọi việc là như vậy. Con không nên đem tiền trả lại lén mua đồ ăn vặt. Nếu con đã biết dũng cảm nhận lỗi, thì mẹ tha thứ cho con. Sau này không được để những chuyện như vậy xảy ra nữa nhé. Nhất định ạ, con hứa. Bố cũng nói được làm được. Hai viên này chính là thuốc giải. Con đồ to, cầm lấy này. Wow, bụng con đúng là dễ chịu hơn nhiều rồi. Giờ con chỉ muốn đi vệ sinh. Bố đồ nhỏ, rốt cuộc anh cho con đồ to uống thuốc giải gì vậy? Men tiêu hóa, giúp tiêu hóa thức ăn. Anh cũng thật là giảo hoạt, đây gọi là thông minh. Con đầu to, bố đầu nhỏ, một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Con đầu to, bố đầu nhỏ, một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Đi nào, đi nào, đi 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 nào.